Nếu các bạn đang tìm một chiếc xe máy xăng êm ái, 7 chỗ ngồi cho gia đình đông người và gầm cao leo lề thoải mái luôn, và đến từ thương hiệu Toyota bền bỉ, thì đây là một sự lựa chọn đáng cho các bạn cân nhắc nè. Trước mắt các bạn đây là chiếc Toyota Fortuner máy xăng số tự động một cầu 2013. Đây, xe này một chiếc xe màu bạc biển Sài Gòn ha. Màu bạc nhìn rất là sạch sẽ các bạn. Xe này thì người ta giữ rất là kỹ nên chất lượng nó tốt lắm. Tất cả mọi thứ đều làm trong hãng hết, bảo trì bảo dưỡng trong hãng hết, full lịch sử hãng luôn, nên chất lượng rất là ok ha. Xe thì bên mình spa sạch sẽ rồi, các bạn lấy về cho việc đi thôi. Xe thì rất là đẹp đó, trang bị những cái ốp này nè, nhìn ánh sáng xe đó các bạn, chá đèn sáng lóa. Bảng V là số tự động ha, có cam da, có cảm biến, đồ đầy đủ hết. Đây, 7 chỗ ngồi, 3 hàng ghế, rộng rãi, thoải mái. Đó, xe trang bị thêm cái màn hình gối đầu ở trên các bạn, để xíu mình cho các bạn xem ha. Đó, xe liền lạc đẹp lắm. Nói chung mấy cái này ốp thêm nhìn nó rất là sáng cái xe. Đó, màu bạc nhìn nó sạch sẽ, sáng sủa. Dàn vỏ còn cao nhông à. Đó. Đấy, phía sau là tan trống, phía trước là phanh đĩa ha. Mâm này mâm đúc luôn. Này các bạn nhìn gầm bệ nè. Thấy chưa? Gầm bệ sáng lóa. Gầm bệ cho các bạn xem à. Đó, sắp bo à. Không có mục mọt bất cứ gì hết. Xe này đó, thêm cái bộ body này nhìn nó cứng cái xe đó các bạn. Bệ bước rồi đầy đủ hết. Ốp như cái này nhìn cái xe nó sáng lắm ha, nhìn nó sạch sẽ lắm. Có vẻ che mưa nè, có ba ga mui ở trên, phim cách nhiệt rồi đầy đủ hết rồi. Xe này nói chung các bạn lấy về cho việc đi thôi, không phải làm thêm bất cứ gì hết. Bên mình đã chăm sóc cái xe này rất là kỹ rồi. Đó, lót sàn, ghế da, đầy đủ ha. Đó, phía trên là có màn hình, màn hình cho hàng ghế thứ hai. Đó, cái màn hình này xem giống như cái màn hình dưới luôn. Đó, rất là sắc nét lắm các bạn, sắc nét lắm. Đó, dàn ghế đẹp quá ha. Ok, đây là hàng ở đầu cho bạn xem nha. Fortuner là một xe mà rất là bền bỉ. Máy móc rồi đi mà bảo trì bảo dưỡng, đi thì đi hoài luôn, chẳng biết bao giờ mới hư. Đó, nói chung mấy xe Fortuner thì bên mình về ra số bán liền luôn. Rất là hot, rất là được sự ưa chuộng của khách hàng Việt Nam mình. Ghế điện luôn ha. Bản số rộng là có ghế điện các bạn, có gương gập chỉnh điện. Đây, xe này nhắc phiếu nhắc bảo dưỡng của hãng nè, của Toyota Bến Thành. Xe này nhắc bảo dưỡng ở 135.000 cây. Xe này đồng hồ hiện tại là 134.000 ha. Trước khi giao cho bạn thì bên mình sẽ đi bảo dưỡng cho bạn luôn. Nên về mặt chất lượng thì sẽ giao cho bạn mẫu xe đẹp nhất, chất lượng tốt nhất ha, tươm tất nhất. Đây, 134.000 cây các bạn. Đó, chỉnh cái đèn lên chút. Đó, ok chưa? Đó, vô lăng rồi cần số nó còn đẹp lắm. Thấy chưa? Còn rất là mới ha, có kèn, có túi khí, điều khiển âm lượng ở đây đầy đủ hết. Đó, camera nè. Màn hình này có tích hợp cam da và có camera 360 độ luôn các bạn. Để cho da cho bạn xem camera 360 nè. Đó, thấy chưa? Quay trước, quay sau luôn. Cái này đang quay trước nè, 360 độ nè. Đó. Màn hình này có cắm USB rồi nghe nhạc rồi. Điều hòa thì có điều hòa tự động luôn. Cái này là có cảm biến điều hòa sâu. Lạnh, dàn lạnh là lạnh sâu lắm. Dàn lạnh của Toyota phải nói là lạnh quéo luôn á. Fortuner mà trang bị thêm cứ 360 độ, có màn hình phía sau luôn. Dễ sợ chưa? Tại vì xe này người ta đi giữ rất là kỹ các bạn, nên chất xe còn mới kinh, mới tinh nè. Ok, còn cứng khư. Mấy con này gầm bệ thì chắc lắm, chắc chắn cực kỳ luôn. Nói chung Toyota thì nổi tiếng về cái độ bền bỉ rồi. Mà mình đi mà mình giữ kỹ á, thì nó rất là bền. Đây, 360 độ gắn ở đây các bạn. Cái dàn vỏ còn cao lắm, thấy không? Dàn vỏ còn chắc nữa, các bạn nhìn cái chá đèn nè. Đó. Cái chá đèn mặt ra lần trước này sáng lóa thấy không? Các bạn nhìn cái giả mạ chrome nè. Không? Giả mạ chrome những cái mặt nạ nó sáng lóng, sáng bóng. Thấy không? Biển Sài Gòn luôn anh chị, Sài Gòn mua không tốn 20 triệu tiền biển luôn. Ok, mở con máy cho bạn xem nha. Đây máy xe nè các bạn. Đó, máy xe máy xăng của Toyota là mình nổ êm ru à. Mình đang nổ máy lạnh luôn á. Đó, máy thì bên mình vệ sinh sạch sẽ rồi. Tại bon à, máy móc rồi cam kết cho các bạn tuyệt đối hết ha. Không đâm đụng thủy tích, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết. Động cơ hộp số chưa từng đại tu. Ở 100% xe bên mình đều cam kết chất lượng tuyệt đối hết. Nên các bạn yên tâm về mặt chất lượng ha. Bán xe có cam kết bằng văn bản rõ ràng, bao quay đầu thoải mái luôn. Các bạn đi chán sau này đổi xe thì cứ alo đi chưa ha. Thu giá tốt cho các bạn luôn. Đó, rất là thoải mái. Rồi ok, xe này bên mình đang chào bán với mức giá là 558 triệu nha các bạn. 558 triệu cho một chiếc xe Toyota Fortuner. Rất là chất,
rất là đẹp, bóng bẫy ha, lên camera 360 độ luôn. Đi nó an toàn, phim cách nhiệt rồi đầy đủ. Đó, các bạn lấy về chỉ việc đi thôi, đi Vivo. Bên mình bán ra có bảo hành thoải mái cho bạn luôn ha. Rồi các bạn đã quan tâm xe này liên hệ chưa nha? Qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Đó, số nào cũng được. Các bạn nào kết thì cứ alo chưa, mình sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt ha. Ok rồi, cảm ơn các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn cập nhật những xe mới nhất nha. Mình có thu mua xe luôn, các bạn nào muốn bán xe thì cứ liên hệ cho mình, sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt nhất luôn. Giao dịch thì chỉ một lần thôi, nhanh gọn tốc độ ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn xem video, bye bye.